Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ đôi điều các bác thế này, tâm sự một chút. Đó là vấn đề về ông Hoàng Chí Bảo. Thế thì ông Hoàng Chí Bảo thì theo một tin tức chưa được xác nhận thì ông cũng đã rời khỏi cái chức vụ cuối cùng của mình, và với một cái từ nó gọi rằng là vi phạm, với cả một cái từ nó gọi rằng là về phẩm chất phẩm giá. Và đây có lẽ là một cách ra đi nó cũng không mấy đẹp trong cuộc đời, có thể nói là lẫy lừng. Và đặc biệt ấy, là cư dân mạng sau khi mà biết được cái điều này thì cảm thấy rằng là nó rất là đáng, tức là gần như là không có một cái lời tiếc thương nào cả. Và người ta gọi rằng nó rất là đáng. Thế thì vào buổi sáng tôi muốn tâm sự với các bác tiếp về cái chuyện nó là cái truyền thông tô hồng bôi đen, hay rằng là ỉm đi dẹp nó đi. Thế thì nó có cái gì thú vị? Thì để nói về truyền thông tô hồng thì có lẽ rằng là không ai qua được ông Hoàng Chí Bảo. Đến mức độ một vị đại tá đã từng nói rằng là để mà nói xấu Bác Hồ thì có lẽ rằng là không ai qua được ông Hoàng Chí Bảo. Người ta nói đến mức độ thế cơ mà. Và đến bây giờ là Ban Quản lý Lăng, tức là nơi quản lý Lăng Bác ấy, thì phải đến cả chục năm nay người ta cũng chưa bao giờ người ta mời được ông Hoàng Chí Bảo. Rất nhiều các cơ quan khác người ta cũng chả mời nữa, là bởi vì đơn giản rằng là người ta biết rõ cái bản chất. Kể chuyện rất là hay, thậm chí là trước đây có người ta nói rằng là biết rằng là những câu chuyện của ông Hoàng Chí Bảo nó không thật, nhưng mà thôi thì kể chuyện nó dân khóc nghe cũng được. Thực ra đó không phải đâu, đó là cái mà chúng ta phải nói rằng là tin tích cực là tin thật, bởi vì sự thật nó vĩnh viễn không thể thay đổi được. Những cái điều chứng minh Bác Hồ vĩ đại thì đã được các tổ chức chính trị, các viện nghiên cứu của cả trong và ngoài nước, đến cả mấy chục năm nay, năm sáu chục năm nay người ta nghiên cứu từ thời Bác Hồ còn sống. Người ta đã nghiên cứu và cái sự vĩ đại của Bác là không cần phải chứng minh. Và cái sự vĩ đại đó là cái sự khiêm nhường. Cái sự vĩ đại đó là cái sự giản dị. Và một lòng vì nước, vì dân. Không phải chứng minh gì cái điều này nữa. Không cần phải kể chuyện đến câu chuyện đến nước mắt của khán giả nữa. Bởi vì càng kể thì, hoặc càng tô hồng nó lên, thì anh lại càng làm cho cái bức tranh nó xấu đi. Và truyền thông Việt Nam thì đa phần là kiểu như thế. Kiểu như thế. Và ông Hoàng Chí Bảo là một trong những cái điển hình trong cái việc này. Bởi vì càng tô hồng bao nhiêu, thì đến cái lúc mà bị sập ấy, nó lại bi thảm, bi kịch bấy nhiêu. Các bác cứ để ý mà xem. Ví dụ như cái vụ Việt Á mà tôi chia sẻ với các bác ấy, là không thể nào mà chúng ta bỏ qua cái trách nhiệm của truyền thông được đâu, của tuyên truyền được đâu. Một anh Phan Quốc Việt mà bao nhiêu là báo chí chính thống, bao nhiêu là nơi cơ quan các thứ nữa, rồi tặng các thứ các kiểu, dựa theo một câu chuyện không có thật, không được kiểm chứng, không được xác minh. Trước khi trao bất cứ một cái điều gì, trước khi đi đưa một bất cứ một cái tin gì, người ta phải xác minh chứ. Mà xác minh nó có khó gì đâu. Nó có xác minh có thể là từ hai phía hoặc nhiều phía. Ví dụ như là trước cái vụ kit test, thì các bác thấy rằng là anh Phan Quốc Việt, anh ấy nói rằng là kit test của anh đấy là được xuất khẩu ra hàng chục nước trên thế giới. Thế rồi kit test của anh đấy là đạt những cái tiêu chuẩn và được WHO chấp thuận. Cái việc đơn giản là anh đưa bằng chứng đây, xong. Anh đưa bằng chứng đây. Nhưng cuối cùng là các bác có thể thấy rằng là khi mà cất lên cái tiếng nói hỏi cái bằng chứng, một cái hoài nghi rất chính đáng, thì chúng ta có thể không phát hiện, không thể hỏi được WHO bởi vì xa quá và cũng không đủ thẩm quyền. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hỏi cái anh này. Thế nhưng cuối cùng đâu có ai xác định cho chúng ta đâu. Đâu có ai xác nhận cho chúng ta đâu.
và còn bị chụp mũ rằng là chống phá công cuộc chống dịch, thì lúc đó các bác có thể thấy rằng là nâng tầm này bao nhiêu à, thì lúc nó bị ngã, nó bị sập thì cái nỗi đau đớn nó xuống bấy nhiêu. Một anh thượng tá với một chị kể những câu chuyện như đánh giặc ở trong cái phòng thí nghiệm, thì các bác có thể thấy rằng là khi truyền thông Tô Hồng thì cái sức tàn phá mà Tô Hồng không dựa theo cái sự thật thì cái sức tàn phá nó khủng khiếp. Còn nếu như đó là sự thật à, bản chất vốn dĩ nó vẫn như vậy, thì báo cáo với các bác rằng là chả cần Tô Hồng, tự nó sẽ lan tỏa khắp nơi một cách tự nhiên, giống như hiện tượng Sư Minh Tuệ vừa rồi. Việc của Sư Minh Tuệ là không cần phải quảng bá quảng cáo, không cần phải tạo dựng ekip gì cả, không cần phải phải chủ động hô lên với thế giới rằng là tôi là người tu theo 13 hạnh Đồ Đà. Tự dưng một ngày nào đó người ta biết và cuối cùng là người dân ngưỡng mộ và người dân thật sự là kính trọng. Giống như Bác Hồ ngày xưa là thế thôi. Các bác thể thấy rằng là đi sang nước ngoài chỉ là một cái anh phụ bếp trên một cái tàu viễn dương, rồi đi làm các công việc có thể nói rằng là thấp kém để mà kiếm sống qua ngày. Thế nhưng mà bằng cái trí tuệ, bằng cái sự uyên bác và bằng cái tấm lòng chân thành của mình, thì và một cái sự mà tất cả thứ đó nó dựa theo một cái sự khát khao là giải phóng dân tộc, thì tự dưng nó đánh thức rất nhiều người và nhiều người tìm đến Bác và kết bạn kết giao với Bác. Ngay cả những cái vĩ nhân thời đó như là Vô Hề Sắc Lô hay rằng là danh họa Picasso, rồi rất nhiều người cùng chí hướng nữa. Nó đâu cần phải hoành tráng gì đâu đâu cần phải là lên xe xuống ngựa, đâu cần phải là mặc những bộ com lê thật là đẹp đẽ, rồi không cần những thứ đó, không cần. Mà bản chất của nó đó là cái gì, việc mà người ta cứ làm việc của mình một cách chân thành, dựa theo những cái lý tưởng cao đẹp, là mọi thứ nó tự nhiên, nó mọi thứ nó tự nhiên nó được vận hành. Thì cái câu chuyện về về Tô Hồng và truyền thông tích cực hay tiêu cực, thì bản chất của nó nếu như là tin thật thì mới là tích cực, còn tin giả thì nó là tiêu cực. Chúng ta không phải định hướng nó rằng là tin này có lợi cho một bên này thì nó là tin tích cực, mà bên này là bên nắm cái gì đó, còn có thiệt hại cho bên này thì nó là bên tiêu cực, mà chúng ta phải dựa rằng là cái tin này nó có thật hay không. Miễn nó là tin thật thì nó đau đớn đến mấy nhưng nó vẫn là tích cực. Nó đau đớn đến mấy nhưng mà nó là tin thật thì chúng ta còn có cách để mà xử lý. Giống như căn bệnh ở mỗi trong người chẳng hạn, như thế chúng ta bị ung thư, bị đau dạ dày, hay chúng ta chỉ bị là một cái nó gọi rằng là ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ, thì chúng ta biết được căn bệnh của nó. Ví dụ chúng ta biết rằng là đây là căn bệnh đau mặt dạ dày khá là nặng nhưng nó chưa tới mức ung thư, thì chúng ta sẽ chữa được. Nhưng mà chúng ta coi nó là cái căn, coi nó là cái nhẹ, như kiểu là ngộ độc thực phẩm, chúng ta bảo ui mấy hôm nữa đi vệ sinh là nó hết mà. Thế thì một lúc nào đó chúng ta lại bị nặng, từ lúc mà nó bị đau dạ dày này nó lại thành ra là cái ung thư đường ruột, ung thư ruột, ung thư đại tràng, trực tràng, đúng không? Thế thì rõ ràng chúng ta phải nhìn rõ cái căn nguyên của nó để chúng ta xử lý, kể cả nó có bi kịch thế nào. Cho nên nếu tuyên truyền, tại sao Bác Hồ ngày xưa nói rằng là tuyên truyền phải dựa theo sự thật, kể cả làm dân vận cũng phải dựa theo cái sự thật đó, thì là bởi vì nếu không có sự thật anh không nói chuyện được. Người dân người ta biết anh nói dối, người dân người ta biết anh nói láo đó. Đó bởi vì rằng dân người ta biết hết. Có thể là 10 người này, 100 người này thì 99 người không biết, nhưng một người biết người ta nói cho thì ôi cán bộ này không được, thì lập tức là 99 người ta biết ngay. Bởi vì khi người ta phân tích dựa theo mấu chốt của sự thật thì dần dần tất cả đều thấu hiểu. Cho nên câu chuyện ông Hoàng Chí Bảo nó dạy chúng ta nhiều bài học, vụ Việt Á nó dạy cho chúng ta bài học đau đớn về truyền thông. Truyền thông mang tính chất chúng ta gọi là tuyên truyền.
Cái ông Hoàng Chí Bảo này cũng thế. Ông Hoàng Chí Bảo này cũng vậy. Đó. Cho nên không thể nào mà chúng ta gọi rằng là định hướng rồi là một cách định hướng thì cũng phải dựa theo sự thật. Chứ không phải chúng ta định hướng người ta một cách theo cái chủ quan duy trì của mình là được. Bởi vì đến một ngày nào đó thì người ta phát hiện ra, giống như kiểu rằng là đẩy người ta leo càng cao thì đến lúc người ta ngã thì càng đau. Giống như truyền thông Việt Á, các bác sẽ đẩy lên cao vút vời vợi thì lúc ngã xuống thì nó đau đớn vô cùng, nó đau đớn lắm, xin thưa với các bạn. Cho nên cái câu chuyện về 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 truyền thông tuyên truyền, truyền thông tô hồng hay là bôi đen thì nó cũng dạng tương tự như thế. Một người tử tế, anh càng bôi đen người ta thì đến một ngày nào đó người dân lại phát hiện ra là cái người được bôi đen đấy nó lại càng sáng rực rỡ, càng sáng rực rỡ. Nó giống như là đây là một cái cục vàng, anh không muốn người ta biết đây là cái cục vàng, anh mang các thứ vào anh chát chít bên ngoài cho nó đen xì đi. Thế nhưng một ngày đẹp trời, người dân người ta chỉ cần cào nhẹ một cái ta, người ta phát hiện ra rằng là à, trong cái cục đen xì này toàn là vàng ròng. Thế thì anh có bảo thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ cầm cái cục đấy người ta mang về nhà và người ta quý trọng nó. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Cho nên cái bài học mà chúng ta phải học nó là cái gì? Đó. Tô hồng hay bôi đen nó không phải là cái vấn đề định hướng mà không dựa theo cái sự thật chân chánh, mà chỉ dựa theo cái lợi ích của một nhóm người nào đó thì nó cũng không giải quyết được vấn đề. Mà cái vấn đề ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là nếu có lợi ích cho người dân thì kể chúng ta có thiệt thòi một chút nhưng chúng ta vẫn hết sức làm vì người dân thì lúc này chúng ta sẽ được lòng người dân vô cùng. Ví dụ như cái vụ Việt Á, ví dụ như một số người lãnh đạo chẳng hạn mà biết được rằng là họ gian dối trong vấn đề kit xét nghiệm, quyết tâm không để cái sự việc này xảy ra, được tuyên truyền, được nọ kia vân vân, quyết tâm như thế, thế thì đến khi người dân hiểu ra rằng là chúng ta chưa có kit xét nghiệm, người ta hiểu ra như thế thì xin thưa rằng người dân lại vô cùng kính trọng. Mặc dù là các cơ quan nghiên cứu, ví dụ như là học viện quân y, ví dụ như là anh Phan Quốc Việt, hay vấn đề như là Bộ Y tế rồi Bộ Khoa Công nghệ, chúng ta quyết tâm làm như vậy thì mặc dù là những cái bộ đó không có lợi, không được bằng nọ bằng khen, không được lên chức, không được nói cái vân vân, thế nhưng mà người dân vô cùng kính trọng. Chúng ta là trường hợp ngược lại, thế người dân lại kính trọng lắm, vì người dân biết rằng là à, những người này họ đang định cố làm sai nhưng mà bóc trần ra được cái sai rồi thì người dân tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta không tuyên truyền như vậy để rồi cuối cùng thành ra nó đi chọc mũi của mọi người suốt mấy năm trời, thu được hàng nghìn tỷ, để rồi khi mọi việc nó vỡ lở thì người dân đau xót, đau đớn vô cùng. Cho nên truyền thông bôi tô hồng hay bôi đen ấy, thì nó đều không có lợi, mà chỉ có sự thật nó mới có lợi. Bởi vì chỉ có sự thật nó mới mang lại cái cách giải quyết. À, chính vì thế ngày xưa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói ba cái câu, mà ba cái câu này mang tính cách mạng cho Việt Nam, đưa chúng ta tới ngày hôm nay là trong cái sự nghiệp đổi mới. Đó chính là nhìn thẳng vào sự thật, đó, nói sự thật và đánh giá đúng cái sự thật, tức là không bôi hồng, không bôi đen, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, rồi phải nói đúng cái sự thật đó, rồi phải đánh giá đúng mức cái sự thật. Chỉ ba cái câu khẩu quyết đó thôi mà đưa chúng ta trở thành một cái nước mà bây giờ là không những là đủ ăn đủ mặc mà lại còn có của ăn của để. Tất nhiên chưa giàu được như Nam Châu nhưng cũng là một cuộc cách mạng so với thời trước. Là chỉ vì cái sự thật, cho nên sự thật mới có lợi, nó mới là tích cực. Còn tô hồng hay bôi đen thì nó không có lợi.
Cho nên các anh chị làm tuyên giáo, các anh chị làm truyền thông, các anh chị làm dân vận, các anh chị phải thấm đẫm cái lời Bác Hồ. Tôi học marketing truyền thông, tôi học suốt mười mấy năm, đi làm cũng mười mấy năm cái thời đó. Nhưng cũng một ngày đẹp trời tôi nhận ra rằng là xem xét tất cả những cái sách hay xử lý khủng hoảng hay rằng là những cái vấn đề mình va vấp, thì mình cứ khẩu quyết của Bác Hồ là xong. Trong khi đó các bác thấy rằng là nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp khi xảy ra một cái vấn đề gì đó thì họ cái việc đầu tiên rằng là đi đút lót anh nọ, đút lót anh kia để đi gỡ bài, rồi rằng là đi báo cáo Facebook nọ, báo cáo Facebook kia để đi gỡ bài, rồi bằng mọi cách để chống lại. Trong khi đó các anh đơn giản, các anh chỉ thừa nhận và giải quyết, giải đáp một cách chân thành là tự dưng nó được giải quyết. Nhưng mà đa phần, kể cả tư nhân hay một số cơ quan tổ chức, là họ không muốn nhìn thẳng sự thật như thế. Tôi không rõ các họ mong muốn cái gì, họ mong muốn cái gì hay lấy cái gì, hay rằng là họ suy nghĩ thế nào. Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn là họ không đứng trên lợi ích của người dân, không đứng trên cái lợi ích của khách hàng để mà giải quyết cái vấn đề. Đúng không ạ? Tô hồng hay bôi đen thì như ông Hoàng Chí bảo, thì đến bây giờ có bác ấy cũng hơi bậy với người già, nhưng mà tôi thấy cũng thật, tức là sắp xuống lỗ rồi mà có thể nói rằng là tan hoang cái danh tiếng. Xây thì lâu nhưng mà phá thì nhanh lắm. Xây một cái nhà, một cái tòa nhà nhiều khi mất cả năm trời, nhưng mà phá nó khéo chỉ cần ngày là xong. Tôi nghĩ rằng là phải có cái bài học đó để các, nếu tôi mà đi dạy hoặc là tôi mà đi đi nói chuyện các cán bộ về tuyên truyền dân vận thì tôi sẽ phải nói câu chuyện đó và phải khuyến khích để tìm ra sự thật. Có những cái sự thật nó mờ mờ hoặc cố tình được che giấu thì phải khuyến khích người dân, khuyến khích anh em báo chí phải phản biện, phải hoài nghi, phải đặt ra các giả thiết, và để cho mà nếu mà giả sự thật thì họ sẽ không ngần ngại họ trả lời, còn nếu mà ngần ngại hoặc đi chụp mũ thì chắc chắn là sự thật này đang bị che giấu. Đôi điều chia sẻ các bác mọi người vào buổi sáng. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.